quá tốt. Mời các bạn xem kèo 3-3 nha các bạn. Bên này lưới có Quốc Huy, An và Bình. Bên kia lưới có Hưng Đen, Trí Lé và Quân Thư Sinh. Vừa rồi mà pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. Phát bóng quá căng nha các bạn. Điểm 2 đều. Để xin lỗi các bạn nha, điểm 2-1. Bóng quá căng. Đó là pha bỏ bóng của Quân Thư Sinh nha các bạn. Quân Thư Sinh. Điểm 3-1. Phát bóng ra ngoài. Không qua lưới. 8. Quá tốt. Hay quá. À, bỏ bóng của Bình các bạn. Một pha bỏ trắng. Kèm theo đó là nổ sân của Hưng Đen nha các bạn. Điểm 6-4. Quá tốt. Quốc Huy vừa có một pha đánh đường nghi các bạn. Điểm 5-6. Phá bóng ngoài. Điểm 7-5. Pha đập bóng của Quân Thư Sinh nha các bạn. Điểm 8. Điểm 8-5. Điểm 9-5. Phá bóng ngoài. Điểm 6-9. Phát bóng không qua lưới. Điểm 10-6. Hiện tại thời tiết ở ngoài mưa, kèm theo đó là gió rất là nhiều nên ảnh hưởng không ít đến chất lượng trận đấu nha bạn. Quốc Huy vừa có một pha bỏ bóng ăn điểm. Điểm 7-10.
quá tốt rồi. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Bình nha các bạn, điểm 8-10. Bóng ra ngoài của Hưng Đen, điểm 9-0, điểm 9-10 nha các bạn. Và chắn bóng của Quốc Huy và phân bóng thành công của Quốc Huy các bạn, điểm 10 đều, rất là gay cấn. Quá kịch tính các bạn, trời đang đổ mưa. Điểm hiện tại là 10 đều. Phạt bóng rất là căng. Pha đánh bóng chạm tay trắng ra ngoài của Hưng Đen, điểm 11-10. Một pha phát bóng ra ngoài thật khó hiểu của Quân Thư Sinh, điểm 11 đều. Phát bóng không qua lưới, điểm 12-11. Phát bóng ra ngoài, điểm 12 đều. Xe này đánh 15 điểm tới nha các bạn, 12 đều. Tiếp tục là pha đập bóng ăn chạm tay trắng ra ngoài của Hưng Đen nha các bạn, điểm 13-12. Pha đập bóng của Quốc Huy nha các bạn, điểm 13 đều. Trời có vẻ đỡ mưa hơn một chút đỉnh. Phát bóng không qua lưới, điểm 14-13. Điểm kết thúc cho bên Trí Láng nha các bạn. Quá tốt, vẫn còn. Quá hay. Đó là pha bỏ bóng của thầy Giáo An nha các bạn. Quá căng thẳng. Điểm 14 đều. Chỉ còn một điểm duy nhất. Liệu rằng ai sẽ là người chiến thắng đây? Quá kịch tính. Quá tốt. Đó là pha nổ sân của Hưng Đen nha các bạn, điểm 15-14. Phía bên đội của Chí Lé thắng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.